mời các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy AHA. Video hôm nay Điện Máy AHA sẽ cập nhật giá mới nhất của những chiếc nồi nấu hủ tiếu của tháng 8 năm 2022. Video hôm nay thì trước tiên Điện Máy AHA sẽ giới thiệu cơ bản về những cái công năng của những chiếc nồi nấu hủ tiếu trên mình đây. Anh cũng nhìn thấy đây. Vì nồi hủ tiếu nó có rất nhiều các size khác nhau, từ Điện Máy AHA sản xuất từ những size từ 20 lít cho đến 200 lít. Những cái size phổ thông ví dụ như là 20 lít, 30 lít, 50 lít, 60 lít, 80 lít, 100 lít và 120 lít. Đấy là những size phổ thông và thường sẽ có sẵn tại các kho Điện Máy AHA. Về công năng thì cơ bản là chiếc nồi nấu hủ tiếu này dùng để nấu hủ tiếu là chính. Ngoài ra thì nó còn được dùng để nấu các loại món thực phẩm khác như là nấu phở, nấu bún, hay cũng như thể là để dùng các món luộc gà, luộc vịt hoặc đun nước sôi, vân vân. Ưu điểm của những chiếc nồi nấu hủ tiếu này thì nói chung là nó có rất nhiều ưu điểm nổi trội. Nhưng em sẽ điểm qua khoảng mấy ưu điểm chính. Thứ nhất, đó chính là nó về tiện lợi trong sử dụng. Và ưu điểm thứ hai, đó chính là cái phần sạch sẽ hay là đảm bảo là vệ sinh. Ưu điểm thứ ba, đó chính là cái phần tiết kiệm năng lượng, đó chính là tiết kiệm điện ấy. Vì trung bình như theo tính toán của kỹ thuật bên Điện Máy AHA thì một nồi nấu hủ tiếu thông thường 50 lít so với mình đun bằng ga và đun bằng điện thì nó đun bằng điện chi phí chỉ hết có bằng 50% chi phí đun bằng ga. Đấy là cái vài cơ bản mấy cái ưu điểm. Ngoài ra thì nó có một cái ưu điểm khá quan trọng, nó chính là cái ưu điểm là thân thiện với môi trường, nghĩa là an toàn cho người sử dụng. Đấy, nói chung là những cái ưu điểm cơ bản thì Điện Máy AHA muốn chia sẻ và muốn gửi tới anh chị các bạn. Còn về giá thì cơ bản giá của những nồi nấu hủ tiếu hiện nay Điện Máy AHA cũng có thị trường thì vẫn giá tương đương của những giá của tháng 7 năm 2022. Điển hình như là nồi nấu hủ tiếu 20 lít thì Điện Máy AHA đang bán ra thị trường với giá là 2.600.000. Còn đối với những cái 30 lít thì Điện Máy AHA sẽ bán ra với mức giá là 2.900.000. Còn đối với những cái nồi lớn hơn, mình có thể dùng để đun lức dùng thì từ 5 lít trở lên thì Điện Máy AHA đang bán với giá là 4.100.000. Còn nồi 60 lít thì Điện Máy AHA đang bán với giá là 4.600.000. Còn nồi 80 lít thì Điện Máy AHA đang bán giá là 5.100.000. Và 100 lít bên Điện Máy AHA đang bán với giá là 5.900.000. Để trên đây em đã điểm qua những cái giá của những nồi nấu hủ tiếu size cơ bản hay size phổ thông ấy, mà Điện Máy AHA đang cung cấp là trên toàn quốc. Thì Điện Máy AHA sẽ gửi những thông tin khác nữa để về những chiếc nồi nấu hủ tiếu, anh chị có thể cập nhật Zalo hay là kết bạn Zalo hay là gọi trực tiếp đến số hotline của trên màn hình của Điện Máy AHA để được Điện Máy AHA tư vấn cũng như là báo giá chi tiết cho các anh chị về những chiếc nồi nấu hủ tiếu đẹp và an toàn của Điện Máy AHA đang cấp đây. Cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh YouTube của Điện Máy AHA trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các anh chị.